Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào những khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc du thuyền hiện đại của Anlingyi, Omega cho ra mắt mẫu đồng hồ Speedmaster Dark Side of the Moon Anlingyi để xứng đáng với đội đua thuyền vô địch. Để biết rõ hơn về mẫu đồng hồ này thì hãy cùng với Boss Luxury tìm hiểu về mẫu đồng hồ tuyệt vời này. Theo lời chia sẻ của ngài Renan Ashliman, chủ tịch và giám đốc điều hành của Omega, mẫu đồng hồ mới này là sản phẩm thứ hai thương hiệu lớn từ đất nước Thụy Sĩ, một sự kết hợp giữa tinh thần không ngừng đổi mới và đua thuyền buồm. Để xứng đáng với độ tinh xảo từ những chiếc thuyền của Alini thì chúng tôi đã trang bị cho những chiếc đồng hồ này những công nghệ ấn tượng cùng với chất liệu tốt nhất và một ngôn ngữ thiết kế độc đáo. Về màu sắc tổng thể của mẫu Speedmaster Dark Side of the Moon Alingi, Omega đã kết hợp màu đỏ để thể hiện niềm đam mê và màu đen biểu trưng cho công nghệ. Điều này có thể được quan sát rõ qua các tính năng như dây đeo cao su màu đen và đỏ đục lỗ, cũng như bộ vỏ 44,25mm mạnh mẽ được làm bằng gốm oxit zirconium đen. Đây là một nguyên liệu công nghệ cao, nhẹ nhưng bền và cứng hơn thép không gì. Cùng với thang đo tachymeter phủ superluminova, ngoại diện cũng thêm phần ấn tượng hơn với logo Anlingyi trên bộ rừng khởi động màu đỏ. Đó chính là một vòng xoáy màu đỏ cách điệu được thiết kế để gợi lên chữ A, cũng như hai chiếc thuyền đang tranh giành lợi thế trong vùng nước chảy xiết khi bắt đầu cuộc đua. Tiếp đến là hai mặt số phụ cũng được tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Mặt tại vị trí 3 giờ, số 4 và vạch đo 5 phút được thể hiện màu đỏ làm tăng khả năng đọc chính xác hơn khi ở môi trường nước. Mặt tại vị trí 6 giờ được làm bằng chất liệu nhôm nhám và có logo Alingyi. Logo này thì sẽ xoay khi chức năng chronograph được kích hoạt. Mặt sau được thiết kế lộ đáy nên chúng ta có thể quan sát được bộ máy tự lên dây Calibre 1865 qua lớp vỏ tinh thể sapphire. Để tăng cường sức mạnh thì Omega đã lấy cảm hứng từ Catamaran TF35 mới của Alingyi. Đó là sử dụng phương pháp cắt đốt bằng laser, cầu trục chính và cầu thùng đã được tạo hiệu ứng tổ ong tương tự như bên trong thân tàu thuyền Alingyi. Công nghệ cắt laser tương tự sau đó đã được sử dụng để trang trí cho tất cả các cây cầu khác bằng hoa văn carbon đen, cũng lấy cảm hứng từ carbon được sử dụng cho thân thuyền. Có thể thấy Speedmaster như tái hiện lên cổ tay người đeo hình ảnh những chiếc thuyền lướt bay bay trên mặt nước. Được biết, Omega và Alingyi đã thiết lập mối quan hệ đối tác của họ vào năm 2019 và đã đạt được thành công trong cuộc đua nhờ vào danh hiệu thế giới của đội CF32 vào tháng 6 năm 2019, chiến thắng D35 Trophy vào tháng 9 và vô địch GC32 vào tháng 11. Không biết là bạn cảm thấy như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách là bình luận ở phía bên dưới và đừng quên là like và sub Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.